người kế nhiệm xứng đáng. Sinh, lão, bệnh tử, kiếp người thực đổi ngắn ngủi, ai rồi cũng phải bình đẳng trước cái chết. Thời gian ta cũng không còn nhiều nữa, đã đến lúc nên tìm một người đệ tử tài đức vẹn toàn để kế thừa y bát của ta, thay ta tiếp quản trụ trì ngôi chùa này. Phải mau chóng tiến hành thôi. Các con nghe đây, ta đã tuổi cao, sức yếu, sắp tới một trong số các con ngồi đây sẽ lên tiếp quản ngôi vị này thay ta. Vậy nên ta muốn các con hãy công tâm đề bạt ra một người thực sự xứng đáng. Dạ thưa thầy, con xin phép đề bạt Huệ Năng sẽ là người phù hợp thừa kế y bát của người. Huệ Năng có sức khỏe tốt, võ công cao cường, thường xuyên hướng dẫn các đồ đệ khác luyện võ thuật trong chùa ạ. Huệ Năng có tính tình cương trực, ngay thẳng, đủ năng lực gánh trọng trách thay thầy ạ. Dạ thưa thầy, con lại thấy Tuệ Tâm là cái tên xứng đáng hơn cho vị trí trụ trì này ạ. Tuệ Tâm có kiến thức sâu rộng, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, sống kính trên nhường dưới, nhân từ với mọi người. Đặc biệt, Tuệ Tâm còn nắm vững các trường hợp trì và phạm, khinh và trọng của giới luật. Đây là một yếu tố rất quan trọng để trở thành một người trụ trì. Con đề đạt Huệ Năng thưa thầy. Không được, Tuệ Tâm xứng đáng hơn. Các con bình tĩnh. Tài giỏi, chính trực, ắt sẽ không sợ lu mờ. Là người trực tiếp nuôi dạy và bảo ban các con từ nhỏ, ta cũng nhìn thấy ở Tuệ Tâm và Huệ Năng những đức tính đó. Ta sẽ cần thời gian để suy nghĩ thêm về việc này. Huệ Năng và Tuệ Tâm quả thực là hai người học trò xuất sắc nhất trong số các đệ tử của ta. Huệ Năng có cơ thể cường tráng, võ thuật tinh thông, thuần thục. Tuệ Tâm tuy võ thuật không được như Huệ Năng, nhưng sức dốc dẻo dai, học hành chăm chỉ, sống được lòng mọi người. Quả là ngang tài ngang sức. Đúng rồi, ta đã có cách. Này con, ta nhờ con một việc. Con hãy dọn sạch sẽ hai căn phòng trống, bảo nhà bếp chuẩn bị hai miếng thịt nướng thơm ngon và đặt chúng vào mỗi phòng giúp ta. Dạ thầy, thầy có cao kiến gì đó hả? Con mau đi chuẩn bị y theo lời ta, rồi con sẽ sớm được hay thôi. Dạ thưa thầy, con đã rõ rồi ạ. Con đi làm liền đây. Các con nghe đây, Huệ Năng và Tuệ Tâm có thể coi là hai học trò xuất sắc nhất của ta. Tuy nhiên, cả hai đều một chín một mười, rất khó để đưa ra quyết định. Vậy nên, để tìm ra người kế vị cai quản ngôi chùa này, ta quyết định mở một cuộc thi, đó là ngồi thiền. Huệ Năng và Tuệ Tâm mỗi người bước vào một căn phòng. Trên sập có sẵn một đĩa thịt nướng thơm ngon. Ai vượt qua được dị dục thì sẽ là người kế nhiệm xứng đáng. Dạ, dạ thưa thầy, chúng con đã hiểu ạ. Còn bây giờ, các con còn lại hãy về nghỉ ngơi. Sáng sớm mai chúng ta hãy quay lại để xem kết quả nhé. Dạ, con chào thầy ạ. À, tốt lắm, con đã vất vả rồi.
Ta đã quan sát từ lúc mới vào, có vẻ miếng thịt của con vẫn còn nguyên vẹn. Dạ thưa thầy, đúng vậy ạ. À, con xin đảm bảo miếng thịt đến giờ vẫn y nguyên như lúc mới đầu ạ. À, được rồi, vậy con cùng ta đi sang phòng Tuệ Tâm xem sao. Tuệ Tâm! Kìa, Tuệ Tâm, phương trưởng vào rồi, sao không mau kính lễ? Dạ, con đã mạn phép, con xin thầy lượng thứ. Không sao, con đứng lên đi. Tưởng thế nào, cuối cùng Tuệ Tâm cũng bị khuất phục trước mỹ vị miếng thịt. Không bỏ công sức cả đêm của mình, ngôi vị trụ trì chắc chắn sẽ về tay ta. Ôi, miếng thịt của Tuệ Tâm rõ ràng là đã bị động đến. Cuộc thi lần này Tuệ Tâm thua chắc rồi. Người tu hành chúng ta ăn thịt là điều tối kỵ. Tuệ Tâm đã phạm phải điều cấm kỵ không thể dung thứ. Thế là đã quá rõ rồi, Huệ Năng sẽ là người kế vị ngôi chùa. Tuệ Tâm lần này đã không chiến thắng được bản thân rồi. Tiếc ghê, tớ đã rất thích đệ ấy. Dạ, dạ thưa thầy, con không hề. Ta xin tuyên bố, Tuệ Tâm là người kế thừa y bát của ta. Dạ thưa thầy, chắc chắn có sự nhầm lẫn ở đây. Ý thầy là Huệ Năng phải không ạ? Không, Tuệ Tâm là người sẽ thay ta tiếp quản ngôi chùa này. Thưa phương trưởng, xin thầy hãy chỉ giáo. Con kém cỏi hơn Tuệ Tâm chỗ nào ạ? Thế là sao vậy thưa phương trưởng? Ở đây ai cũng nhìn thấy miếng thịt của Huệ Năng còn nguyên vẹn, còn Tuệ Tâm đã bị động đến rồi ạ. Con cũng phản đối thưa thầy, không thể để một người phạm phải giới luật trụ trì ngôi chùa này được. Con đề nghị trong cuộc thi lần này Tuệ Tâm phải bị chịu hình phạt. Thật không thể tin được, thường ngày Tuệ Tâm rất vĩnh chu, vậy mà lần này lại không thể kiềm chế được sự ham muốn của mình. Thật là thất vọng. Khoan, các con hãy bình tĩnh. Các con hãy nhìn kỹ miếng thịt trên bàn Tuệ Tâm. Miếng thịt đã có dấu tích động đến đúng không? Dạ đúng ạ. Miếng thịt đã không còn nguyên vẹn thưa thầy. Các con hãy quan sát kỹ một lần nữa. Đó là dấu răng của người ư? Vết răng này rất nhỏ và sắc. Quả thực đó không phải là dấu răng của con người. Vậy thì đó là gì vậy thưa phương trưởng? Chúng con không hiểu. Nếu không phải là vết răng của người thì là của ai cơ chứ? Chả lẽ có ma đột nhập vào đây? Tối qua, sau khi nhờ Tiểu Sa Di dọn dẹp xong hai căn phòng, ta đã bí mật thả vào đó hai con chuột đói. Tránh ra đi. Phải giữ miếng thịt còn nguyên vẹn thì mai ta mới có cơ hội trở thành sư trụ trì được. Miếng thịt của Huệ Năng không hề tổn thất gì, chứng tỏ Huệ Năng luôn để mắt trông chừng miếng thịt, vẫn chưa tĩnh tâm ngồi thiền. Còn Tuệ Tâm chăm chú ngồi thiền, tĩnh tâm như nước, nên con chuột mới có cơ hội ăn một chút thịt. Vậy các con nói xem, ai là người làm tốt hơn trong cuộc thi lần này? Ngôi vị trụ trì chỉ có một. Hai con đều đủ phẩm chất và năng lực, nhưng người thừa kế y bát của ta phải có cái tâm tĩnh, không vướng bận chút bụi trần nào, thì mới có thể đoạn trừ tà kiến, nhìn mọi vật sáng tỏ được. Cho nên ta chọn Tuệ Tâm. Các con có ý kiến gì nữa không nào? Thưa thầy, chúng con đã hiểu rồi ạ. Con ếch muốn to bằng con bò. Thưa
Anh nhái, anh đang làm gì thế hả? Tôi đang định bơi sang bên kia đầm lầy. Thì cứ bơi dèo một cái sang bên kia đầm lầy. Có gì mà trong anh cứ rụt rè, dám da dám dứ như gà mắc tóc thế? Cái đầm lầy này sâu thế, tôi mà chạy không cẩn thận nhỡ bị chìm xuống nước sao? Ôi trời ơi, đã là ếch nhái mà còn sợ chìm. Trần đời tôi chưa thấy ai như anh. Nhìn anh tôi đến xấu hổ vì có họ với anh đấy. Anh có giỏi thì nhảy sang bờ bên kia đi tôi xem nào. Chuyện nhỏ, nhìn đây mà học tập này. Giỏi quá anh ếch giỏi quá. Ếch quả là dỗ dàng, mình quả thật không bằng. Thế nào anh nhái, anh thấy tôi đã sang được bên này bờ chưa? Tôi đã thấy rồi. Hãy dạy tôi với, tôi tôn anh làm sư phụ của tôi. Hoan hô anh ếch, anh ếch nhảy thật là oai phong. Anh ếch mới dũng mãnh làm sao, bước nhảy thật là điêu luyện, đôi chân thì dài và nhanh nhẹn như một vũ công. Chứ còn gì nữa, ở đầm lầy này làm gì có ai có thân hình dạm dở và đôi chân rắn chắc oai vệ như tôi. Có gì đâu mà khoe mẽ, chả qua gặp ngay tên nhái tầm thường nhát gan lại cứ tưởng mình đã thành người hùng. Nhảy qua cây đầm kia, cả họ Cốc nhà ta còn nhảy giỏi hơn hắn. Ôi, anh bò tới kìa. Nhìn thân hình của anh bò kìa, mới vạm vỡ làm sao. Ước gì chúng ta cũng được như anh ấy. Anh bò mới là người qua dễ nhất khu đầm lầy này. Không ai to lớn và phong độ bằng anh bò hết. Mà còn tiếng rống của anh bò nữa, anh ấy vừa thở ra một cái đã vang động cả núi rừng. Thật tuyệt vời. Cảm ơn mọi người quá khen. Tưởng gì, anh bò chỉ có cái bụng to thôi, thì tôi cũng có cái bụng to, chả khó gì cả. Mọi người không thấy rằng họ nhà ếch chúng tôi vốn dĩ có cái bụng to như cái trống rồi đấy ư? Anh ếch ơi, bụng của anh to thật, nhưng làm sao mà to như bụng của anh bò cơ chứ? Còn tiếng rống của anh bò nữa, anh ấy rống một cái, ai đang ngủ cũng phải bừng tỉnh. Tất cả nhờ anh ấy có cái bụng to đấy. Tôi thích bụng to như anh bò thì đơn giản. Đơn giản? Anh có phép thần thông à, mà có thể biến hình thành cái bụng anh ấy? Đúng thế, anh ấy to gấp cả trăm lần đó. Đúng là đồ khoác lác không có điểm dừng. Không đâu, tôi tin anh ếch làm được. Anh ấy có thể trong nháy mắt nhảy được từ bờ bên này sang bờ bên kia. Việc biến thành cái bụng bò thì có gì là khó. Đúng thế, ngày mai mọi người hãy tới đây chứng kiến. Tôi sẽ làm cho bụng của tôi to như anh bò cho mà xem. Thật vậy sao? Mai chúng ta cùng tới xem nhé. Phải thông báo cho cả đầm lầy biết mới được. Đúng thế, ngày mai sẽ là một sự kiện lớn của cái đầm này. Anh ếch biến bụng mình to hơn cả bụng bò. Ngày mai nhé. Tới xem ếch biểu diễn nào. Xem bụng của anh ếch có to bằng bụng bò không? Tôi háo hức mấy bữa nay rồi. Nhanh lên, anh ếch hẳn đã tới rồi. Tôi chả tin anh ếch có thể làm cho bụng to bằng bụng bò. Không biết nữa, nhưng anh ấy nói chắc như đinh đóng cột. Họ nhà anh ấy vốn có cái bụng to như cái trống thật mà. Anh ếch ơi, cả đầm lầy đã có mặt để chứng kiến anh rồi đấy. Anh bắt đầu được rồi đó, người hùng của tiểu đệ. Chúng tôi đang chờ đợi để xem cái bụng của anh đây. Anh biểu diễn nhanh lên cho chúng tôi xem nào. Chuyện lạ chưa từng có trong đầm nước của chúng ta đây. Mình phải chứng minh bằng được cho mọi người trong đầm lầy này thấy rằng mình oai phong thế nào. Giờ thì tôi bắt đầu nhé. Làm đi, chúng tôi hồi hộp lắm rồi. Làm đi anh ếch ơi. Đã to chưa?
vẫn chưa to bằng anh bò. Đúng vậy, nhỏ tí xíu thế kia sao đỏ được với bụng anh bò cơ chứ. Tiếp tục đi anh ếch ơi, tôi nhìn thấy anh mới chỉ to bằng cái khuỷu chân anh bò thôi. Vẫn chưa to bằng anh bò. Anh phải uống thêm nữa vào. Bụng như thế kia mới chỉ bằng nửa cái đùi của anh bò thôi. Đã thế, lần này tôi sẽ làm một hơi thật lớn cho to hơn cả anh bò cho mọi người xem. To quá, bụng anh ếch to quá, nhưng vẫn chưa to bằng anh bò. Có thêm một chút nữa, cứ đà này có thể to bằng bụng bò đó. Cố lên, cố lên, uống nước thêm nữa vào, phình bụng nữa lên. Trời ơi, anh ếch bị dở bụng rồi. Bụng chưa kịp to bằng bụng bò thì đã dở rồi. Anh ếch thì làm sao có thể phình bụng to như anh bò được chứ. Ai bảo anh ếch cứ sĩ diện cơ. Khổ thân anh ếch. Vậy là anh ếch tôi đời rồi. Anh ếch ơi, sao anh lại ra đi nhanh vậy? Anh không ở lại để dạy tôi canh nhảy từ đầu này tới đầu kia đầm nước. Ở đời, những kẻ không biết mình cố sức đua đòi thì đều thế cả thôi. Triết lý sống của loài ếch. Xin chào mọi người, lại là tôi, ếch cớm, người dẫn chương trình của các bạn đây. Ôi, nhìn kìa, hôm nay MC ếch cốm ăn mặc đẹp quá nhỉ. Ừ, nhìn cách anh ấy nhảy vọt lên đám lá sậy mà tôi cũng thấy quá xì ngầu. Hôm nay, vị diễn giả đặc biệt của chương trình có lẽ không cần giới thiệu thì mọi người cũng biết, đó chính là tôi. Hả? Anh ếch cốm cũng biết diễn thuyết sao? Bàn luận những chuyện thời sự lớn lao phải là người có hiểu biết sâu rộng. Anh ấy là người của giới giải trí mà, không biết sẽ nói gì đây nhỉ. Xin quý vị hãy bình tĩnh chút đã. Ngoài ra còn có một người vô cùng quan trọng của họ hàng nhà ếch chúng ta, tộc trưởng ếch nâu. Chào tất cả các thần dân trong vương quốc ếch của chúng ta. Hôm nay đích thân tôi sẽ đàm đạo với bạn về một vấn đề mang tầm vĩ mô. Ta sẽ nói chuyện với nhau về lý do vì sao mà vạn vật lại tồn tại trên đời, tất cả đều vì sự có mặt của loài ếch chúng ta mà ra cả. Ôi, thật thế sao ạ? Đề tài này thú vị quá. Tộc trưởng à, bác thuyết trình luôn đi. Sao loài ếch bé nhỏ như ta lại là nguồn gốc ra đời của mọi thứ được? Nghe thật vô lý. Đúng vậy, thuyết này nghe có vẻ hoang đường. Nhưng mọi người hãy ngẫm mà xem, trong cái hồ bao la này chẳng hạn, dòng nước sinh ra là để cho chúng ta bơi lội. Còn lũ côn trùng đủ loại sinh ra suy cho cùng chỉ để làm thức ăn cho loài ếch mà thôi. Đúng vậy. Chuẩn là nước và côn trùng đều tồn tại để phục vụ cuộc sống của chúng ta. Còn những sinh vật khác nhờ có ếch mà mới có nước để dùng, có côn trùng để ăn. Trưởng tộc, ngài nói tiếp đi ạ. Lại là cái lũ dở hơi này, suốt ngày tụ tập ồn ào làm mất giấc ngủ của ông. Rồi hôm nay có khi còn cho là ông rắn đầy sống nhờ hồng phúc của chúng bày cờ đấy. Từ nãy đến giờ tôi đã uống từng lời của tộc trưởng ếch nâu rồi. Ngài giải thích một hồi chắc đã mệt, vậy thì để tôi tiếp tục nói. Nào, các bạn nhìn đi, tất cả những thứ trên bờ, đất đai, cỏ cây là để cho chúng ta cư trú. Cả mặt đất này cũng tồn tại vì loài ếch. Đi lẽ cũng đã phết đấy nhỉ. Giỏi, một con ếch thông minh, không những vậy lại còn béo múp béo míp, nôm thật ngon làm sao. Nào, thấy tụi bay đã nhìn thấy ta chưa? Anh ếch cốm ơi, mau chạy đi,
anh sắp gặp nguy hiểm rồi đấy. Ôi, không xong rồi, dừng lại, mau dừng lại, nhảy xuống dưới này còn kịp. Cốm ơi. Ơ kìa, mọi người sao vậy? Đừng làm đứt mạch của tôi. Tiếp tục này, tập trung nghe tôi đây này. Bầu trời trên cao kia chính là để treo mặt trời lên. Thế còn mặt trời thì sao? Mặt trời để hong khô lưng cho ếch. Chung quy lại, bầu trời cũng vì loài ếch mà tồn tại. Vạn vật đều có vì loài ếch. Có phải vậy không? Có phải? Ôi không, ếch cốm bị rắn ăn mất rồi. Ông rắn à, xin ông hãy tha cho chúng tôi. Vốn dĩ các người không phải món khoái khẩu nhất của ta. Ta vốn ưa lũ chuột đào hang giang hồ này hơn. Lâu nay tạm tha cho mấy mạng quèn của họ nhà ếch. Nhưng hôm nay mấy đứa bảo ta hưởng ké phúc phần của ếch, nghe thật chướng tai. May cho các ngươi là ông đây đang no sẵn rồi nha. Một con là đủ cảnh cáo rồi. Hừ, lại đi tìm chỗ ngủ vậy. Trong chớp mắt mà anh ếch cốm đã bị lão rắn nuốt chửng rồi. Từ lúc cháu sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên thấy một anh em nhà ếch bị ăn thịt trước đám đông như vậy. Cháu sợ quá. Đúng vậy, thật là kinh hãi. Nhìn hắn đáng sợ như vậy, chúng ta còn không dám lên tiếng thêm. Tội nghiệp ếch cốm, khổ thân ếch cốm. Mọi người ơi, vậy còn loài rắn, chúng cũng vì chúng ta mà, có phải không? Thôi, chuyện qua rồi, mọi người định thần lại đi. Hey, đúng vậy, nếu rắn không đến ăn thì loài ếch sẽ sinh sôi nảy nở không giới hạn. Không riêng gì cái hồ này, mà đến cả thế giới cũng sẽ vì chúng ta mà chật hẹp. Những con ếch bị ăn thịt là những con ếch đã hy sinh cho hạnh phúc chung của cả loài, như ếch cốm vừa rồi là một ví dụ. Ôi, nhưng mà dù thế nào cháu cũng thấy thương anh ấy quá. Anh ấy có tội tình gì đâu cơ chứ. Nào, nín đi, rồi sau này lớn lên cháu sẽ hiểu. Thất bại, hy sinh là những điều ai cũng sẽ gặp phải. Hãy vẫn luôn lạc quan yêu đời, để đón nhận những buồn vui của cuộc sống. Có thế thì chúng ta mới hạnh phúc mỗi ngày được cháu ạ. À, phải rồi, buồn đau mãi thì khổ sở lắm, làm gì còn lý lẽ gì mà sống tiếp chứ. Vâng, vâng ạ. Sự mất mát nào cũng để lại nhiều đau thương. Nhưng mọi người không được quên, con rắn vì loài ếch mà có. Tất cả mọi thứ trên thế giới đều vì ếch mà có. Triết lý sống của loài ếch chúng ta sẽ không vì bất cứ lý do gì mà thay đổi. Đồng ý, tất cả mọi thứ trên thế giới đều vì ếch mà có. Triết lý sống của loài ếch chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi. Quan hô, triết lý đó sẽ trường tồn cùng thời gian. Loài ếch của chúng ta muôn năm, muôn năm. Quáp, quáp. Bảo sao bao đời nay, dù loài rắn luôn cận kề, nhưng những con ếch trong hồ vẫn luôn vui vẻ, chưa bao giờ ngừng diễn thuyết. Nhìn chúng mà kẻ sống cô độc như mình ghen tị quá đi. Đâu cũng là vàng. Bang California, Mỹ, thế kỷ 19. Khát nước quá. Thung lũng khỉ gió này thật sự có vàng sao? Người ta có nói quá lên không vậy? Đào mãi mà chẳng ra cái gì cả. Ờ Mo, cậu với tôi mới ở đây 2 tháng mà đã kêu than rồi à? Cậu phải xem những người khác kìa. Họ đã ăn dầm ở về chốn này cả năm trời, thậm chí là mấy năm rồi. Họ đã biệt tích khỏi quê hương để lao tới đây vì giấc mơ vàng. Tôi cũng lao lên một con tàu lớn để xuôi dòng về phía tây này, ôm mộng đổi đời. Vậy mà vàng tìm không dễ như tôi tưởng. Anh Carit, nếu tìm dễ thì nó đã không phải là vật gì quý giá rồi. Nghe nói trước đây, cái gã quái quỷ Maso nào đó đã phát hiện ra thứ gì đó lấp lánh trên sông này, và cả bang California đã sình sịch lên cơn sốt vàng. Tôi cũng chỉ đi theo lời chỉ dẫn của người khác tới đây bằng niềm tin và hy vọng. Nắng nóng khô rát thật, tôi cháy khô cả cổ rồi. Còn ít nước nào không anh Carrick?
Nhẹ bẩn rồi. Cậu xem còn giọt nào không? Nước ngọt sạch ở nơi này có khác gì vàng đâu kia chứ. Vừa hiếm vừa đắt. Hôm trước tôi phải trả $5 cho một ly nước đấy. Mấy mụ chủ quán bar trong thị trấn đúng là cắt cổ người khác mà. Thế quanh đây chả lẽ không còn chỗ nào có nước à? Có, nhưng ở con sông cách đây xa mấy dặm, cũng chẳng ai uống được. Vì có phải là nước sạch đâu, mà còn phải mất công sức nữa. Nên mấy bà chủ trong thị trấn cứ thế moi tiền từ những kẻ đào vàng. Cậu uống đi, nhanh mà còn đào tiếp. Kẻo mấy người kia đào hết lượt rồi kìa. Hết thật rồi nè. Đây là chúng ta đã uống tiết kiệm lắm rồi. Này ơ mò, tối nay có lẽ ta phải rời trại để vào thị trấn chuyến nữa, mua thêm nhu yếu phẩm, còn có sức mà chống chọi. Cái gì? Bà đùa tôi à? Tận $4 cho một phanh rượu à? Dĩ nhiên. Các anh tưởng đây là đâu? Vườn địa đàn chắc? Hay là miền đất hứa? Để tôi nói cho anh biết. Đường tăng lên $1.5 mỗi phanh. Cà phê tăng lên $1 mỗi phanh. Rượu thì $4. Thế còn nước thì sao? Chúng tôi không cần rượu nữa, chỉ cần nước thôi. Nửa lít $100. Những $100 cho nửa lít nước? Nước của bà được nấu từ vàng ra à? Vàng thì không có, nhưng thiếu nước thì cậu còn sức mà đào vàng không? Một chiếc chảo kim loại mà các cậu mua ở nhà bằng 20 xu đã được bán tại đây với giá những $15 kia đấy. Tại sao bà có thể trắng trợn và buôn bán thất đức như thế nhỉ? Vậy thì cậu không hiểu quy luật cung cầu rồi. Nước ở đây có hạn, nhưng người cần nước như các cậu thì có trăm vạn. Thôi thôi, cậu không mua thì người khác cũng sẵn sàng bỏ tiền ra thôi. Tôi cũng chẳng cần mời cậu mua. Đi đi, tôi còn tiếp khách khác. Biến đi cho tôi nhờ. Những ngày nóng nực thế này ở California liệu có kéo dài lâu không bà chủ? Đã cả tháng tôi không thấy một giọt mưa nào. Sợ rồi à, cậu trai trẻ? Những ngày như thế này nhiều lắm. Cũng giống như vàng vậy, đều là đặc sản của California. Bà ta nói phải đó. Các cậu không có tiền mua nước thì đi ra ngoài, ven bìa rừng ấy. Nhìn thử xem nhé. Muốn tìm được vàng thì chấp nhận đánh đổi đi. Cẩn thận, kẻo chưa thấy vàng thì đã thấy tử thần rồi đấy. Chào đến mai đi, nhưng ngày mai không bao giờ đến đâu. Cái chỗ chết tiệt này, đến cả giọt nước sạch cũng không có. Ai mà cho tôi uống thỏa thuê một bữa, tôi cho hẳn 2 đồng tiền vàng ấy chứ. Ôi trời ơi, cái gì đó Carrie? Sát, sát, sát người đạo vàng. Tôi đang đi thì dấp vào chân họ. Quả ra đây chính là thứ mà những người trong quán bar cảnh báo chúng ta. Không có tiền mua nước, chúng ta không chết vì bệnh tật thì cũng chết khô. Làm thế nào bây giờ? Amor, bây giờ có muốn về cũng phải đợi chuyến tàu tiếp theo, mất vài tháng nữa. Cầu trời cho ta sớm tìm được vàng, nếu không thì nguy mất. Bình tĩnh nào Carrie, để tôi nghĩ cách. Cách gì đây? Không còn cách nào khác đâu Amor. Tôi tới đây là để tìm vàng, và tôi sẽ đào cực lực cho tới khi đào được vàng mới thôi. Tôi không thể tốn công vô ích rồi bỏ mạng ở chốn này được. Cái chỗ chết tiệt này, đến cả giọt nước sạch cũng không có. Ai mà cho tôi uống thỏa thuê một bữa, tôi cho hẳn 2 đồng tiền vàng ấy chứ. Ờ mò, sao cậu cứ cắm cúi đào mãi chỗ đó vậy? Cậu thấy vàng à? À, tôi đang thử cái này một chút. Ờ mò ơi là ờ mò, chỗ này người ta đã đào mãi rồi. Cậu xem, toàn là sỏi. A mo, cậu thấy vàng sao? Chỉ cho chúng tôi với. Ôi trời, vàng đâu mà vàng. Cậu ta đang đào vu vơ kìa. Chỗ đó trước đó có người đào rồi, có thấy vàng ở đâu đâu. A mo, chỗ đó là bãi bồi cũ của con sông phía xa đó. Định đào huyệt tự chôn mình à? Họ nói đúng đó. Giờ mà cậu đào thì chỉ có đi về phía sông mà bơi thôi ở mò ạ. Mặc kệ họ nói gì Carrie,
anh có giúp tôi không? Chúng ta sẽ đào lạch ra sông để lấy nước. Chuyện còn lại có gì tính tiếp. Bỏ đi, tôi đi theo tớp kia tìm vàng tiếp đây. Cậu đừng có gàn dở mà đào trong vô vọng thế kia. Tôi thà ra tận sông uống nước bẩn còn hơn là mất công thế này. Xong, cuối cùng mình đã đào được một con lạch dẫn nước nhỏ, đưa nước sông vào để lọc qua cát. Bây giờ thì đi lấy nước sông đổ vào hệ thống lọc này là được. Garrick, Garrick, ôi trời, cậu ta bị say nắng và lả đi rồi. Chắc là mất nhiều nước quá đây mà. Hôm nay tôi không thấy cậu ta uống giọt nào cả. Cậu lấy nước ở đâu ra vậy? Sao lại cho tôi uống phung phí thế? Anh yên tâm, nước không những thoải mái dùng mà còn có thể bán cho những người khác kia đấy. Ôi trời, đây là nước sạch đúng không? Omo, chúng tôi muốn mua nước của cậu. Tiện quá, khỏi phải vào thị trấn mua với giá trên trời nữa. Cậu thông minh quá Omo. Không những chúng ta có nguồn cung cấp nước dồi dào mà còn là nước sạch nữa. Bây giờ thì tôi có thể kiếm vàng từ những bể nước này rồi. Tôi sẽ bán cho mọi người và lấy giá cả phải chăng, đủ cạnh tranh với hội cắt cổ trong thị trấn. Vàng ư? Đúng rồi, vàng. Đây chính là vàng chứ còn gì nữa. Cần gì đào vàng, cậu chỉ cần bán nước này cũng đủ ăn rồi. Trong thời gian rất ngắn, Amua đã kiếm được 6.000 đô nhờ vào việc bán những thùng nước. Còn nhiều người khác vì không đào thấy vàng, không khỏi ngẩng mặt lên trời than vãn, đành rời bỏ lại chiến trường vàng. Cơ hội ở khắp quanh ta, chỉ cần ta biết nhìn ra và nắm bắt. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.